Chương 11, bài học trên chiếc khăn ăn số 10, ngũ giác tăng trưởng. Số 5 là con số kỳ diệu xuyên suốt của tập sách này. Và rất hợp lý khi bài tập cuối cùng chúng ta kể câu chuyện về chuyến du lịch vui vẻ của một hình ngũ giác. Để câu chuyện này trở thành động lực mỗi khi bạn kể cho người khác nghe, ngũ giác tăng trưởng này cho bạn một tầm nhìn quan trọng để bạn có thể thấy được tổ chức của mình có thể phát triển nhanh như thế nào nếu áp dụng các nguyên tắc đã được nêu ra trong cuốn sách này. Hãy bắt đầu bằng cách vẽ một hình ngũ giác và viết vào đó chữ bạn. Chúng ta sẽ dành 2 tháng đầu tiên làm tháng đào tạo. Và do sự tăng trưởng 2 tháng một lần, bạn có thể dùng bất kể khung thời gian nào mà bạn muốn. Giả sử bạn tham gia được 2 tháng và bảo trợ được 5 người thực sự muốn làm chủ cuộc đời. Viết 2 tháng và số 5 vào một cạnh của hình ngũ giác giống như trong hình 2 tháng. 2 tháng tiếp theo, tức là cuối tháng thứ 4, 5 người của tháng thứ 2 đã đào tạo để bạn làm việc. Và cho bạn tầng thứ 2 gồm 25 nhà phân phối. Cùng lúc đó, bạn tìm thêm được 5 người nghiêm túc nữa. Ngũ giác của bạn lúc này sẽ trông giống như hình bên. Sau 6 tháng, có thể có tầng thứ 3 gồm 125 người bên dưới 5 người gốc cộng với 25 người ở tầng thứ 2 bên dưới nhóm 5 người thứ 2. Thêm vào đó, bạn cũng vừa mới tìm thêm được nhóm 5 người nữa. Sau 8 tháng, ngũ giác tăng trưởng của bạn sẽ giống như hình bên. Vào thời điểm này, hãy đưa ra chiếc khăn ăn hoặc tấm bảng cho học trò của bạn, đưa họ một cây bút và bảo họ hoàn thành tháng thứ 10. Chỉ việc thêm vào một dòng tháng thứ 10 dưới nhóm đầu tiên và con số đã trở nên rất lớn, chính xác là 3.125. Ví dụ ở trên là những gì bạn có thể đạt được để thực sự nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc đào sâu đối với việc giúp họ tổ chức của bạn phát triển thần tốc. Hãy gạch bỏ các nhóm khác, chỉ để lại một nhóm bên dưới 5 người đầu tiên của bạn. Hãy cho người của bạn thấy rằng nếu họ chỉ xây dựng một nhóm này thôi và họ không xây dựng những nhóm đã bị gạch bỏ, rồi thì họ có thể kiếm được 6.000 đô la mỗi tháng hoặc nhiều hơn tùy vào phương tiện mà họ đang sử dụng. Mục đích của bài tập này nhằm đơn giản chỉ cho họ thấy tầm quan trọng của việc đào sâu xuống những nhóm này mà bạn bảo trợ, dạy cho họ cách làm giống bạn như vậy. Bây giờ, hãy làm đi!